Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cô gái uống gần cạn cốc trà sữa mới phát hiện ra vật thể lạ không còn nguyên vẹn, mùi vị lạ khiến ai nghe cũng rùng mình. Lại vẫn chuyện order đồ ăn trên mạng và lần này là lần trải nghiệm vớ phải vật thể lạ trong cốc trà sữa của cô gái trẻ. Cô nàng gọi đồ uống về và khi đã gần cạn thì mới phát hiện ra chú thạch sùng cục đuôi đang yên vị ở bên trong. Ta nói cảm giác lúc đó chắc là phải rụng mình lắm. Là một người yêu thích trà sữa và lúc nào cũng là phun thạch. Nhưng ôi thôi lần này quán cho lố tay, còn khuyến mãi thêm con thằng lằn này nữa chứ. Uống muốn hết cái ly luôn rồi mới phát hiện, hèn gì cứ thấy thùm thủm rồi bé béo. Thôi từ giờ em xin chừa không muốn trà sữa một lần nào nữa. Thực sự thì cái thứ thâm thủm bé béo, nó đã lột tả hết được cảm giác của khổ chủ rồi. Không biết vào cái lúc nhìn thấy con thạch sùng, cô ấy có khóc thét lên vì sợ hãi hay là không. Sau khi xem ảnh xong, cư dân mạng thực sự cũng không còn lời nào để nói. Tuy nhiên, một số người lại vẫn tỏ ra hoài nghi, việc các nhân viên khi đóng hộp chắc cũng phải nhìn qua, thì làm sao không phát hiện ra con thạch sùng này được. Hơn thế nữa, không hiểu là nó đã rơi vào cốc theo cách nào, thực sự là quá khó hiểu.